Những hạt này nó có cánh nè. Đó là đôi cánh thiên thần. Nó vừa sinh ra đã có thể dương rộng đôi cánh, dũng cảm bay về phía trước. Dù trên đường gặp phải mưa to gió lớn, đôi cánh đứt lìa, nó vẫn cứ bay mà không bao giờ bỏ cuộc. Đôi cánh thiên thần. Tại sao? Tại sao nó lại chia cắt con và ba vậy chứ? Con ghét nội. Con không muốn rời xa ba đâu. Tôi mặn không? Hãy tin anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em suốt đời. Giám đốc sản xuất Kim Yến Linh, biên kịch Trương Phương Anh, Mạc Bội Nho, Khâu Chiêu Du, Trương Vũ Trung, đạo diễn Phùng Hương Hoa, với các diễn viên Đậu Trí Khổng vai Lâm Hạo Dương, Hạ Như Chi vai Tô Mạn Âm, Hồng Tiểu Linh vai Hồ Thái Ni, Dương Nhất Triển vai Triệu Văn Tường, Trần Sa Lợi vai Tô Nghiêm Quân Linh, Trần Tú Trân vai Trần Ngọc Phụng, Trần Tâm Huệ, Lâm Tại Bồi vai Hồ Đức Sương, Phương Sầm vai Tô Lệ Trinh, Huỳnh Kiến Quần vai Cam Bảo Sinh, ông Gia Minh vai Tô Chí Diễn cùng một số diễn viên khác. Đôi cánh thiên thần, tập 11. Xếp hàng đi. Cảm ơn, cảm ơn. Dạ, tốt. À, được. Cho tôi. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Thì ra là vậy. Bị ta bắt được rồi. Đi lại. Nhân Tường à, có công việc mà không cố gắng làm suốt ngày rong chơi, nhìn xem hả? Trên báo chí đăng nào là sự căng đan tình ai với người mẫu này nọ, con thật là làm cho ba mất mặt quá. Đúng là khiến ba thất vọng rồi. Chỉ tiếc là đứa con trai của Triệu Kiến Hành sinh ra giống là có gen công tử Đào Hoa rồi. Nếu ba nghĩ rằng loại con như vậy không đủ để thành tài thì ba có thể ra ngoài tìm một người đàn bà khác để sanh cho ba một đứa con trai thật là lý tưởng. Cái gì? Con đang nói cái gì vậy? Dù gì ba cũng là ba của con, sao con lại có thể ăn nói với ba như vậy chứ? Hả? Nhân Tường à, con có biết không, công ty chúng ta sắp sửa không trụ nổi nữa rồi. Ba vì muốn cứu lấy công ty nên ngày nào cũng mệt phờ như con chó vậy đó. Con nhìn lại mình đi, phong độ thư thái, suốt ngày chỉ biết rong chơi đây đó. Còn lập ra công ty gì mà công ty quan hệ công chúng, chỉ để kiếm chút tiền cầm đủ sống qua ngày. Thực sự là ba cũng không biết con đang nghĩ cái gì nữa. Ba, bây giờ ba mới nghĩ đến chuyện quản lý con cái, ba không cảm thấy quá trễ rồi sao? Con cho ba biết nè, kể từ cái ngày mà mẹ con phải tự sát chết đi vì người tình của ba
thì con đích thể sẽ phá tan cái nhà này, tiêu hết sạch tiền của ba. Tốt nhất bà hãy kiếm tiền nhanh một chút đi, nếu không sẽ không theo kịp tốc độ tiêu tiền của con đâu. Không, không kịp. Mày nói cái gì? Bà đánh đi, đánh chết con đi. Bà đánh đi. Bà. Dì thơ, con đã hiểu lầm ba rồi. Năm xưa lúc mẹ con tự sát, hoàn toàn là do bà ấy suy diễn bậy bạ thôi. Nếu như bên ngoài bà thực sự có một người đàn bà khác thì bà đã sớm cưới về đây rồi, chứ đâu còn sống đơn thân cho đến tận bây giờ. Ha? Bà còn làm sai chuyện gì hay không thì trong lòng bà tự hiểu rõ nhất. Con không muốn nói với bà nữa. Dì thơ, dì thơ, những cố gắng của bà trong bao nhiêu năm nay chẳng lẽ cũng không được con tha thứ hay sao? Bà Ngâm, chào con. Chào dì Tâm Huệ. Xin lỗi con, việc buôn bán của dì quá tốt, khách thường đứng xếp hàng ảnh hưởng tới công ty con. Lần sau khi khách đứng xếp hàng, dì sẽ dặn họ để ý một chút. Không sao đâu, dì buôn bán đắt như vậy cũng sẽ thu hút khách hàng đến mua hàng ở công ty của con mà. Cho con nè, đây là loại kem mới nhất ở cửa hàng dì, ít béo ăn không bị nóng, nhiều cô gái trẻ thích lắm, con ăn thử đi. Ừ. Để đã, dì có khăn nè. Cảm ơn dì. Cảm ơn. Mẹ. Hảo Dương. Dì Tâm Huệ là mẹ của anh hả? Vậy thì sao? Thức ăn do mẹ anh nấu có ngon hay không? Em còn đang nghi ngờ một người đàn ông như anh sao lại có thể nấu được nhiều món ngon như vậy. Thì ra là chôm của mẹ anh. Con thích không? Nếu như con thích, lần sau dì sẽ nói Hảo Dương đem cho con ăn nha. Dạ được. À, vậy hai đứa nói chuyện đi. À, dì đi làm tiếp đây. Bye bye. Mang âm ạ. Alo. À, được, tôi xin lỗi, tôi đến liền. Hảo Dương, em trễ giờ làm rồi. Hồi nãy anh tìm em có việc gì không? Không có gì, chỉ muốn nói là ngày mai hết giờ làm, có muốn ra ngoài đi dạo không? Hay quá, ngày mai em điện cho anh nha. Cục đi. Nè. Đi. Ai là ai vậy? Là ai? Các người là ai vậy? Không. Thật ra các người là ai vậy? Mẹ, không sao chứ? Không sao. Người trả tiền cho chúng tôi nói giao cái này cho các người thì các người sẽ hiểu liền. Đi. Mẹ à, như vậy là sao? Mẹ nghĩ chúng ta đã chặn đường làm ăn của người khác nên họ tới đây cảnh cáo đó. Đuổi chúng đi hết cho rồi. Con mẹ đó bị dọa đến sợ xanh mặt luôn hả? Tốt. Cậu đã không tiết lộ thân phận của tôi phải không? Tốt. Tôi sẽ cho thư ký chuyển số còn lại cho cậu. Ok, bye. Ông Triệu, bên trong có một người khách muốn gặp ông. Tôi ngăn ông ta không được. Xin hỏi ông là... Ông Triệu, chào ông. Tôi là Cam Bảo Sinh. Cam Bảo Sinh?
Ông chính là ông vua du thuyền lớn nhất hiện nay hả? Có chuyện gì cần tôi tận lực hay sao? Hôm nay tôi đến đây là vì chuyện tìm kem của Trần Tâm Huệ. Nào, ông chủ Triệu, ông không nâng ly sao? Là người minh bạch phải nói chuyện rõ rồi. Cửa hàng của ông là tôi cho người phá, thì không ngờ ông lại điều tra nhanh vậy. Bái phục. Ông nói đi, món nợ này ông định sao? Tính sổ thì không dám, cửa tiệm nhỏ đó không đáng bao nhiêu, phá rồi thì thôi đi. Đó chỉ là con cờ để tôi thăm dò đường đi mà thôi. Tục ngữ có câu, không đánh nhau thì không quen biết. Hôm nay tôi đến tìm ông Triệu, điều chính yếu là muốn kết bạn với ông. Kết bạn? Trên thương trường thì Triệu Kiến Hành này chỉ có tiền bạc là bạn thôi à. Được, vậy chúng ta hãy làm một giao dịch đi. Giao dịch gì? Rõ ràng là Tô Nghiêm Quân Linh đã không còn cần ông bằng già chiến đấu, đã hết thời là ông. Nếu như ông chủ Triệu đây đồng ý thì hãy hợp tác với tôi, lấy bình mới đựng rượu cũ để xâm nhập lại tập đoàn Tô Thị, giành lấy quyền kinh doanh. Vốn của tôi có bao nhiêu, ông có thể đi hỏi thăm thử. Dù gì cũng không thể nào thua kém so với Tô Nghiêm Quân Linh đâu. Tôi nghĩ so với việc nhìn sắc mặt người khác, suốt ngày cứ lo lắng về chuyện các quầy hàng ở lầu 2, thì chỉ bằng ông dứt áo ra đi rồi trở lại thương trường. Ông nghĩ như vậy á, chẳng phải là càng vui hơn sao? Có thể cho tôi suy nghĩ thêm không? Được, nhưng mà cũng đừng suy nghĩ quá lâu, trà nguội rồi mất đi hương vị thì sẽ khó uống lắm. Mời vào. Tổng giám đốc, bà có khách. Tôi thông. Triệu tổng, sao rảnh rỗi đến đây vậy? Cà phê. Mời ngồi, mời ngồi. Chắc chắn ông ta đến đây là vì chuyện thu hồi quầy hàng. Chuyện này đã quyết định rồi mà, đợi chút nữa xem ông ta nói thế nào rồi mình mới tùy cơ ứng biến. Tôi tổng à, hôm nay tôi đến là vì chuyện thu hồi quầy hàng mà bà chủ tịch đã nhắc tới. Triệu tổng, về chuyện thu hồi quầy hàng bên phía chủ tịch cũng chưa có quyết định gì hết. Không giỏi, không giỏi. Ê, ý của tôi là nếu như tôi tự nguyện phối hợp trả quầy thì sao? Thật không? Thật ra chúng ta cũng coi như là bạn làm ăn rất lâu năm rồi. Hơn nữa hai nhà chúng ta có thể coi là thâm giao, về công về tư thì tôi cũng đều không muốn thấy sự việc này xảy ra. Ông đừng quá lo lắng về chuyện thu hồi quầy hàng, để đến khi hội đồng quản trị ra quyết định rồi hãy tính đi ha. Cho dù làm ăn không được nhưng tình nghĩa vẫn còn mà, chúng ta vẫn còn rất nhiều phương diện có thể tiếp tục hợp tác với nhau nữa mà. Hay lắm. Như cậu đã nói, làm ăn không thành tình nghĩa vẫn còn. Hôm nay tôi đến đây là để thể hiện sự tự nguyện của bản thân, tránh để sau này mọi người đều khó xử. Triệu tổng, ông nói vậy là quá lời rồi. Dù thật sự phải thu hồi quầy hàng nhưng chúng tôi cũng sẽ bồi thường thiệt hại của ông. Huống hồ con trai của ông Dân Tường rất có năng lực làm việc, đã nhận không ít dự án của chúng tôi. Ông đã vất vả nhiều năm rồi, thôi thì hãy nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi cho thoải mái và an hưởng hạnh phúc đi ha. Xem ra thì họ đã chắc chắn sẽ cắt mình rồi. An hưởng hạnh phúc à? Thì phải có phúc phần mới được hưởng chứ. Tôi tổng, tôi không làm mất thời gian của bà nữa. Cứ quyết định về đi ha, tôi sẽ hoàn toàn hợp tác. Có cà phê rồi.
Đưa cà phê cho tôi. À, tôi hỏi ông, nếu như tôi rời bỏ Tô gia đến đầu quân cho bên ông thì ông sẽ cho tôi những gì? Vị trí ngang vai ngang hàng với Tô Lệ Trinh. Được, vậy thì quyết định vậy đi. Muốn chặn đường của tôi hả? Triệu Kiên Hanh này là loại gián đánh không có chết, cứ leo thêm vài bậc thì có thể tiếp tục xong rồi. Mẹ, con pha cà phê cho mẹ rồi. Nè. Cảm ơn. Có chuyện gì cứ nói đi. Vừa rồi con đã nói chuyện với Triệu Kiến Hanh rồi. Ông ta đồng ý chuyện thu hồi quầy hàng. Hắn đã đòi những điều kiện gì? Không có. Không có. Do con không hỏi phải không? Một người thông minh tinh ranh như hắn lại không biết yêu sách gì sao? Hắn sẽ không ngửa bài đâu. Đó chỉ là một màn thăm dò thôi, để xem mức độ quyết tâm thu hồi quầy hàng của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng có thể cho cơ hội này xin dạy câu nói đó, đẩy thuyền theo nước, thu hồi quyền đại lý của ông ta. Có tiến bộ. Cảm ơn mẹ. Dù đó chỉ là bước thăm dò, nhưng chúng ta cứ coi đó là thật. Sau đó chúng ta sẽ ra một bản thỏa thuận thu hồi quầy hàng. Dạ. Còn nữa, hãy hẹn Trần Tâm Huệ đi ăn cơm, bàn với cô ta về chuyện chúng ta muốn hợp tác. Nhân tiện cũng soạn thảo một bản hợp tác luôn đi. Hả? Mẹ, nếu lỡ cô ta thật sự chính là Trần Ngọc Phụng thì phải làm sao? Nếu như cô ta thật sự là Trần Ngọc Phụng, vậy càng tốt chứ sao? Mẹ không tin cô ta có thể hàng ngày đối mặt với nhà họ Tô chúng ta. Chỉ cần mạng âm vẫn không hồi phục trí nhớ, chỉ cần mẹ con mình ở đây, thì mẹ không tin là cô ta có thể lấy đi một cây bút của Tô gia. Đây là bản thiết kế hoạt động SP mà tôi đã làm lại. Nếu các chị còn bất kỳ thắc mắc nào, xin đừng ngại cứ nói thẳng. Anh Lâm Hậu Dương. Tốt. Như vậy thì việc thi công của chúng tôi sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhẹ nhàng hơn nhiều nghĩa là sao? Đây rõ ràng là một bản vẽ thiết kế vô cùng hoàn hảo. Về phần anh, anh có chắc chắn đến lúc thi công anh sẽ thể hiện được nét đặc trưng của dân tường không? Em xin lỗi, em có khách đột xuất. Anh đợi lâu rồi hả? Không sao, sắp chứ. Mình đi.
Hai, Ái Lệ, Mạng Âm đâu? Đi rồi. Đi rồi à? Cô làm đi. Em đang ở đâu? Anh quay người lại nhìn thử đi. Không biết em có thể có được cái vinh hạnh mời người đã thực hiện bản thiết kế hoàn hảo nhất Triệu Văn Tường đi ăn cơm tối không? Tại sao không? Rõ ràng là Trần Ngọc Phụng đã chết trong vụ cháy năm đó rồi. Tại sao lại xuất hiện một Trần Tâm Huệ giống cô ta y như đúc vậy? Có điều, Nếu Trần Ngọc Phụng chưa chết, vậy thì ý đồ của cô ta khi cố ý xuất hiện trước mặt Tô gia là quá rõ ràng rồi. Tô Tổng, có chuyện gì mà cười vui như vậy hả? Chào cô Trần, cô đến rồi. Nghĩ đến chuyện được cùng cô ăn bữa cơm tôi thấy rất là vui. Cô Trần ạ, mời ngồi, mời ngồi. Cảm ơn. Nè, nhà hàng này là nơi công ty chúng tôi chuyên dùng để đón tiếp khách VIP. Không biết là cô Trần đây thích ăn món Pháp hay là ăn món Nhật, cô chọn đi. Đương nhiên, nếu cô thích ăn ở quán bên đường uống bia và hát karaoke để tiêu khiển giải sầu thì nhà hàng này cũng có thể đáp ứng. Khách tùy ý chủ, Tô Tổng gọi món gì tôi cũng ăn được hết. Huống hồ tôi vẫn còn chưa biết được Tô Tổng mời tôi ăn bữa cơm này chỉ đơn giản là vì việc kinh doanh hay còn ý đồ gì khác. Nhờ hai vị bếp chính chọn món, nhớ dặn dò đầu bếp phải hết sức chú tâm làm. Hôm nay tôi phải tiếp đãi một vị khách rất đặc biệt. Dạ được. Cô Trần à, trời, tôi nghĩ hay là gọi Tâm Huệ được rồi, chứ vậy sẽ thân mật hơn. Tâm Huệ, cô nói tôi mời cô ăn cơm là có ý đồ, nhưng vậy thật là quan cho tôi quá. Bữa cơm hôm nay là tôi lấy thân phận một phụ nữ bình thường mời cô thôi. Nghĩa là sao? Cô cũng biết là trên thương trường người phụ nữ tranh đua với nam giới thì vốn không dễ dàng gì. Người phụ nữ có thể leo lên đỉnh ngồi ở vị trí cao thì lại càng hiếm hơn nữa. Cho nên khi tôi nhìn thấy cung cách làm ăn của cô như vậy, lại thêm tuổi tác chúng ta cũng sắp xỉ nhau, trong lòng tôi liền tâm niệm một câu nói, đó là hận vì gặp nhau quá muộn. Nếu như chúng ta có thể gặp nhau cách đây 10 năm vậy thì tốt quá rồi. Hận vì gặp quá muộn. Thật là có lỗi đã khiến cô phải đợi lâu. Có điều cho dù là 10 năm trước hay là bây giờ, tôi tin là cũng sẽ không quá muộn đâu. Tô Tổng, cô là người bận rộn, mời tôi ăn bữa cơm này chắc không phải chỉ là muốn nói chuyện gia đạo với tôi. Không giấu gì cô, mẹ của tôi rất ngưỡng mộ cách nghĩ của cô đối với việc kinh doanh trung tâm thương mại, cho nên bà muốn mời cô gia nhập tập đoàn Tô Thị của chúng tôi để trở thành giám đốc quầy hàng của tập đoàn Tô Thị. Bà chủ tịch đã quá đề cao tôi rồi. Tôi chỉ là một chủ tiệm kem nhỏ bên lề đường. Nếu giao quản lý các quầy hàng ở trung tâm thương mại, không sợ tôi sẽ phá hỏng thương hiệu của quý vị sao? Cô yên tâm đi, con mắt nhìn người của mẹ tôi xưa nay chưa bao giờ sai đâu. Nếu như cô không chia vị trí này là không xứng đáng với cô. Vậy tôi coi như cô đồng ý nha.
Cô đã nói như vậy rồi, nếu tôi còn tiếp tục từ chối thì hình như là không nể mặt cho lắm. Có điều... Có điều cái gì? Có điều công ty các vị từ trên xuống dưới hình như đều toàn là phụ nữ nắm quyền. Bây giờ nếu lại tính thêm tôi nữa thì chẳng phải sẽ trở thành Dương quốc nữ trị sao? Nói thật với cô, tập đoàn Tô Thị chúng tôi vốn không phải như vậy đâu. 10 năm trước, Tô gia chúng tôi vốn có một người thừa kế cơ nghiệp mà cả nhà chúng tôi đều rất kỳ vọng. Đó là anh của tôi, Tô Chí Diễn. Thật đáng tiếc, anh ấy đã bị một người phụ nữ xuất thân thấp hèn quyến rũ dụ dỗ bỏ trốn. Sau đó còn bị người phụ nữ đó hại mất mạng. Này chắc là khó phá lắm đó. Anh đã từng đánh quyền chưa? Đánh rồi, từng vì cô đánh một lần. Tặng cho cô nè. Cảm ơn. Đi thôi. Chiến Tường, nhìn kìa, số điểm của người chơi trước đó cao quá ha. Anh có muốn thử sức không? Biết đâu anh có thể thắng anh ta thì sao? Cái chết của anh tôi khiến cô chấn động vậy sao? À, xin lỗi. Con người tôi là như vậy đó. Nghe được câu chuyện bi thảm của nhà người khác thì tôi rất dễ dàng cảm thấy đồng cảm. Cho nên Bảo Sinh thường nói với tôi, con người tôi ngoài thì cứng nhưng trong thì mềm, đã khiến cô chê cười rồi. Vậy sao? Hay là vì cô cũng có trải nghiệm tương tự cho nên mới cảm thấy hết sức đồng cảm? Tô Tổng, tôi thật sự không hiểu rõ. Hôm nay mỗi một lời cô nói ra hình như đều là nhằm vào tôi hết. Cuối cùng là cô muốn thăm dò tôi chuyện gì? Hay cô cảm thấy tôi có gì đáng nghi hả? Nếu đúng là như vậy, tôi nghĩ chúng ta không cần bàn chuyện hợp tác nữa. Bữa cơm hôm nay chúng ta kết thúc ở đây đi. Tâm Huệ, cô đừng như vậy. Tôi không hề có ý đó. Tôi là người rất thẳng tính, có sao nói vậy thôi. Cô đừng nghĩ là tôi cố ý nhằm vào cô mà gây phiền phức nha. Thật ra trước đây Bảo Sinh cũng đã kể sơ cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra với gia đình của cô. Tôi cảm thấy rất khó hiểu, một người có điều kiện tốt như anh trai cô sao lại có thể làm ra những chuyện hồ đồ như vậy chứ. Ngay cả tôi cũng cảm thấy là không đáng nữa, huống hồ là cô. Cô nghĩ vậy thật sao? Thật ra không giấu gì cô, khoảng thời gian khi tôi còn trẻ cũng đã trải qua mấy mối tình giặt giảnh. Sau đó tôi cũng hiểu ra rằng tiền mới chính là người bạn tốt nhất của phụ nữ. Nếu không thì tôi đâu có bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của thiên hạ mà sống chung với Bảo Sinh chứ. Tâm Huệ, cô đã nói như vậy rồi thì tôi biết nói gì nữa. Nè, mình ngồi xuống từ từ nói chuyện. Món tôm này phải ăn còn nóng, nếu để nguội sẽ không ngon. Cô nói cũng phải. Tôi mời cô. Cheers. Cheers. Thank you.
lúc nãy anh nói đã từng đánh quyền anh vì em, như vậy nghĩa là sao? Năm năm trước anh đã từng hứa với một người con gái sẽ bảo vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy suốt đời, không để cho cô ấy phải rơi nước mắt. Sau đó mẹ cô ấy bị bệnh nặng, thiếu nợ chủ nhà rất nhiều tiền. Anh đã giấu cô ấy đi đấu quyền anh ở võ đài thế giới ngầm để kiếm tiền. Sau đó thì sao? Sau đó cô ấy đã mất tích ngay trước mắt của anh. Vậy có liên quan gì đến em? Có phải là vì em và cô gái đó rất giống nhau, cho nên anh mới nói đã từng đấu với đài vì em? Có đúng vậy không? Phải cẩn thận chứ. Em chỉ ra ngoài đi dạo thôi, anh đừng hiểu lầm nha. Em muốn ra ngoài đi dạo có thể tìm anh mà, cần gì phải tìm người khác thay thế? Hình như anh cũng đã tìm một người thay thế mà. Tôi thấy như vậy đi, khó có dịp mọi người gặp nhau ở đây như hôm nay. Hơn nữa sau này chúng ta lại là đối tác trong công việc, tôi nghĩ là chúng ta hãy tìm một chỗ nào đó ngồi lại để tình cảm mọi người gắn bó với nhau hơn. Anh thấy sao? Được, tôi sẽ theo tới cùng. Ủa, ông chủ à, thêm thùng nữa. Dân Tường, anh đừng uống nữa có được không? Hai người đều đã sai hết rồi. Đúng đó, hai người như vậy không phải là uống rượu đâu. Ủa, sao hả Lâm Hậu Dương? Có giỏi thì uống nữa đi. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ theo anh tới cùng. Hay, vậy tôi sẽ mặc sơ gục trước đi. Tôi không sai, tôi nhất định phải phân thắng thua với anh mới được. Để tôi đi lấy bia. Ê, Dân Tường coi chừng đó, để em đem về nhà nha. Không cần, uống nữa, vô đi. Cô uống đi. Uống. Nè. Kiểu Dân Tường, anh sai rồi, anh thắng không nổi tôi đâu. Bạn âm Hậu Dương. Làm Hậu Dương, bạn âm, anh sẽ không để em lọt vào tay anh ta. Ha, uống tiếp. Dân Tường. Bạn âm, chị đưa Dân Tường về trước nha. Cẩn thận đó. Anh không về mà. Anh Dân Tường cẩn anh thận nha. Sai mà. Anh chưa sai. Lâm Hạo Dương, anh không sao chứ? Em gọi xe đến về nhà nha. Bạn âm, anh thắng rồi. Lâm Hạo Dương. Lâm Hạo Dương. Lâm Hạo Dương. Lâm Hạo Dương. Ủa, người đó là Ngọc Phụng mà. Đó đâu phải là đường về nhà. Ngọc Phụng đi đâu vậy?
Vào đi. Mẹ. Sao hả? Cô ta nhận lời. Rất già dặn. Hình như chẳng có liên hệ gì với Trần Ngọc Phụng. Con dùng từ hình như. Mẹ không tin là cô ta có thể không hề động lòng. Kỳ lạ thật. Ngọc Phụng trở về nhà cũ để làm cái gì?
Anh có nghe thấy không, Chi Diễn? Năm năm rồi. Trong năm năm này, sự đồng hành và hy sinh của anh dành cho em đã không thể bì được với một người đã chết. Ngọc Phụng, nỗi khổ của em có thể nói với chồng. Còn nỗi khổ em gây ra cho anh thì anh đi kể với ai đây? Anh chưa sai mà. Cẩn thận đó, có chuyện, có chuyện. Anh chưa sai mà. Kéo về làm gì? Uống nữa đi, uống nữa đi. Mà ngâm à. Dây chuyền này thật đặc biệt. Năm năm trước, anh đã từng hứa với một người con gái sẽ bảo vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy suốt đời. Trời trông lưu vơ, cao niên.
从此发现，辛苦的背后，那个石头离我而言重。